Truyền thông Thần Võ xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, ngày 19 tháng 1 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Nơi đây thực hiện theo lời dạy của cha Pero Nguyễn Văn Tường là tiếp tục tiếp nhận bệnh nhân mới, hỗ trợ điều trị bệnh ung thư bằng phương pháp y học cổ truyền, áp dụng công nghệ ăn cháo nano, uống thảo dược nano của cha Pero Nguyễn Văn Tường, đồng thời hỗ trợ bệnh nhân đắp thuốc, xoa bóp bấm huyệt, châm cứu, cấp phát gạo, thảo mộc miễn phí để giúp bệnh nhân xoa dịu vết thương mỗi khi trái gió trở trời. Tất cả các hoạt động đều được duy trì trên tinh thần yêu thương cho không, đó là di nguyện của cha Pero Nguyễn Văn Tường truyền đạt lại. Hôm nay và trở về sau, các thầy quyết tâm thực hiện di nguyện đó của cha để lại và cầu nguyện đến Chúa, đến cha luôn phù hộ các thầy, luôn ban hồng ân đến các bệnh nhân để được hỗ trợ điều trị ung thư, mau khỏi bệnh, để về đoàn tụ với gia đình, những người thân yêu đang từng ngày chờ đợi tin tức tốt lành và nguyện cầu cho bệnh nhân có cuộc sống mới tươi đẹp hơn. Kính thưa quý ông bà, cô dì, anh chị em và các bạn, hôm nay các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân tiếp tục hỗ trợ cho bệnh nhân một phần quà là thực phẩm được các thầy cho phép tạo điều kiện làm tăng sinh lực cho bệnh nhân. Món quà đã làm ấm lòng người bệnh. Nhiều bệnh nhân nhìn quang cảnh phòng khám trống trước thiếu sao, rồi nhận quà mà trong lòng như tan chảy. Rất cảm động, thay mặt các thầy Thành Võ xin cảm ơn mạnh thường quân, nhà hảo tâm đã hỗ trợ các bệnh nhân phần quà ý nghĩa này. Thành Võ cũng xin cho biết thêm, có một bệnh nhân đã gửi lại phòng khám một chiếc xe lăn sau khi hoàn thành phát đồ ra viện. Hôm nay các thầy đã trao chiếc xe lăn cho một bệnh nhân đang cần xe để di chuyển ra vào phòng khám thuận tiện hơn. Bệnh nhân và người nhà nhận xe cũng rất vui mừng và thành thật cảm ơn người tặng xe lăn. Đây cũng là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần bác ái, tình yêu mến thương đến với mọi người. Không khí phòng khám cũng trở nên ấm áp hơn vì có được những tấm lòng được xây dựng hình thành từ trong trái tim nhân hậu, nhất định là xuất phát từ phương châm yêu thương cho không của cha Pero Nguyễn Văn Tường đã nhóm lửa, đã khơi mào cho những nhân cách vĩ đại đang phát tâm thánh thiện. Thời điểm giáp Tết, phòng khám đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân mới đăng ký hỗ trợ điều trị ung thư và được thầy Thanh tư vấn tỉ mỉ, rất nhiệt tình phân tích các chỉ số ung thư từ bệnh án của các bệnh viện chẩn đoán bệnh nhân. Ngoài ra, thầy Thanh cũng giới thiệu cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân phương pháp hỗ trợ điều trị bệnh ung thư bằng ăn cháo nano, uống thảo dược nano và cách giữ gìn các phác đồ của cha Pero Nguyễn Văn Tường trong thời gian 3 tháng. Trong thời gian này, bệnh nhân cố gắng cầu nguyện Chúa, cầu nguyện cha Pero Nguyễn Văn Tường để được thoát khỏi căn bệnh ung thư quái ác, để có cuộc sống mới lành mạnh hơn. Kính thưa quý ông bà, cô dì, quý anh chị và các bạn, truyền thông Thành Võ xin điểm qua công trình phục dựng phòng khám của cha Pero Nguyễn Văn Tường và các thầy. Sáng nay, người nhà bệnh nhân kết hợp với nhân viên của phòng khám Yêu Thương Cho Không và các thầy đã đấu nối hệ thống dây điện thắp sáng đến các phòng
trong niềm vui chung để chuẩn bị có phòng khám đưa vào hoạt động phục vụ cho bệnh nhân. Tới đây vào thứ Bảy 20 tháng 1 năm 2024, nhà tiền chế được phục dựng lại bằng tôn sắt thay cho nhà tre lá trước đây mà cha Pedro Nguyễn Văn Tường cùng các thầy đã xây dựng. Sau khi hoàn thành việc phục dựng phòng khám, cha Tường yêu thương cho Không và các thầy thì có khả năng phòng khám sẽ di dời vào vị trí phòng khám đã phục dựng xong để bắt đầu các hoạt động tiếp nhận bệnh nhân mới và hỗ trợ điều trị ung thư vào ngay sau Tết Nguyên Đán năm 2024. Và đây cũng là công trình báo công dân cha Pedro Nguyễn Văn Tường, và đồng cảm ơn các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân cùng chính quyền địa phương đã hết lòng hết sức giúp đỡ phòng khám cha Tường yêu thương cho Không và các thầy. Dạ thưa anh, xin anh cho biết họ tên bệnh nhân, mã số bệnh nhân và bệnh gì hay? Tôi thầy, tôi tên là Nguyễn Ngọc Giao, Đồng Nai, trọng bom Đồng Nai. Tôi vô đây là bệnh Tết này là được 3 tháng. Thì trong thời gian ở đây ăn theo pháp đồ của cha, thì mình trong cái quá trình là mình ăn theo pháp đồ của cha chưa được 2 tháng thì đã đi xét nghiệm lại, thì cái chỉ số máu mà mới vô là tới 3200 và khối u là 70. Thì chưa tới 2 tháng thì xét nghiệm lại thì khối u giảm còn 43. Sau đó thì cái máu của mình cũng giảm hẳn luôn là còn có 500. Thì ngày nay thì cho đến ngày nay thì tuần tới này là thầy có cho một số bệnh nhân xuất viện ra về, thì cũng thông qua thầy Thanh để hỏi là thành phần sức khỏe của đây là như thế nào. Thầy bảo là ok và ổn định, thầy sẽ giải quyết cho hồ sơ để tuần này cho về. Thành thử ra là rất cảm ơn thầy và tất cả các thầy, và là rất là thứ nhất là cảm ơn cha là đã tạo ra cháu nano và thảo dược nano này để cứu tất cả mọi người bệnh nhân mà trong khi thế giới coi như là chê bỏ. Thành thử ra là về đây là được thấy ánh sáng, là cái đầu tiên là cái mình là chưa biết là bệnh gì, nhưng mà ở địa phương nhà tự nhiên hôm đó cứ đi tiểu sốt mà nó đau hết tất cả cái thắt lưng, là cứ 5-10 phút là đi đi riết đâu rồi sáng đi khám địa phương nhà nói là khám tiền liệt thì không thấy, thì cô bác sĩ bảo đi khám bệnh này thì loại ra bệnh kia, hóa ra ở trong gan. Thì địa phương ở nhà là trên Thánh Tâm nó thì bảo thôi bây giờ chú lên thẳng bệnh viện Chợ Rẫy khám về gan, thì đi thẳng lên trên Chợ Rẫy khám thì lên trên cái tiền liệt, cái khu B, đầu tiên là lên khu B, bác sĩ chuẩn đoán là tiền liệt lành, sau đó rồi chuyển xuống khu D là bên khối u gan. Qua khối u gan thì bệnh viện mới xét nghiệm ra là gan đa ổ, thì lên phòng chẩn đoán thì bác sĩ bảo là thôi anh bây giờ không cắt không tỉa gì được nữa, bây giờ về sống được ngày nào thì sống. Thì về chị mới bảo là thôi, chị với con gái mới nói là thôi lên chỗ cha Tường để điều trị. Thì nghe người chị và con gái là hôm đó lên trên đây thì vô gặp cái ngày cha lại đi nhà thương đó, cha bị đột quỵ. Thì chờ hết 9-10 ngày thì mùng 7 tôn cha, thì mùng 8 mới mở cửa. Thì mùng 8 là vô đây, thì cho đến ngày nay sự việc mình thấy tới đây mình chứng kiến là sự thật, chứ ở nhà thì hoang mang lắm. Lên đây là mình thấy mắt thấy tai nghe mà sự thật luôn, là rất là hiệu quả. Sang năm mới thì tất cả mọi bệnh nhân gần xa là mình, một khi mình đã nghe được cái thông tin này, nếu mà tất cả mọi người đều có bệnh ca thì mình tất cả đều đến với cha và các thầy cho sớm để thầy được kịp cứu chữa, để mà mang cuộc sống mới lại cho mình. Là sang năm mới là chúc cho các thầy mạnh khỏe, sang năm mới một năm mới an lành trong lĩnh vực, và tất cả bệnh nhân an lành để mau khỏe bệnh để trở về với quê nhà.
Dạ, xin cảm ơn chú. Cái bệnh của chú á, là bệnh gì? là gan đa ổ, Gan đa ổ hả? gan đa ổ. Dạ, cảm ơn chú. Dạ. Thay mặt các thầy, truyền thông Thành Võ xin tri ân các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước cùng chính quyền địa phương trong thời gian qua đã hỗ trợ tích cực cho phòng khám vượt qua khó khăn. Phòng khám xin ghi nhận những tấm lòng vàng đã đóng góp xây dựng phòng khám và phục dựng lại các công trình của cha Pêrô Nguyễn Văn Tường, nơi các thầy khám chữa bệnh. Để đáp lại tấm chân tình đó, thay mặt các thầy, truyền thông Thành Võ rất biết ơn và trước thềm năm mới, con kính chúc các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước cùng chính quyền địa phương đón năm mới Giáp Thìn 2024 an khang thịnh vượng, ngập tràn niềm vui và cuộc sống ngày càng tốt đẹp. Chúc người bệnh và người nuôi hoàn thành phác độ của cha, thật sự hết bệnh để đón Tết với gia đình, người thân. Để các công trình phục dựng, phòng khám thêm khang trang và lâu bền, con thay mặt các thầy kêu gọi nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước tiếp tục hỗ trợ phòng khám để có kinh phí chăm lo cho bệnh nhân trên tinh thần yêu thương cho không mà cha Pêrô Nguyễn Văn Tường đã dạy, như bảo vệ và phát huy hiệu quả công trình nghiên cứu của cha ngày càng có ý nghĩa. Đến đây, truyền thông Thành Võ xin kết thúc video tại đây. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại các video tiếp theo. Xin tạm biệt. Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay truyền thông Thành Võ xin hướng dẫn đường đi đến phòng khám cha Tường yêu thương cho không tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Nơi Thành Võ đang đứng là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh và trường đại học Trà Vinh 1 km. Thành Võ chuẩn bị di chuyển vào quốc lộ 53 hướng đi cầu ngang Duyên Hải, sau đó rẽ phải vào quốc lộ 53. Phòng khám cha Tường yêu thương cho không làm việc từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần, chiều thứ bảy và chủ nhật được nghỉ. Đi thẳng khoảng 15 km nữa sẽ gặp nhà thờ Phước Hảo. Sau đó chúng ta sẽ đến cổng chào của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 5 km nữa chúng ta sẽ gặp nhà thờ Vinh Kim. Đi tiếp khoảng 1 km chúng ta sẽ gặp biển báo phía tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn. Sau đó theo hướng chỉ dẫn vào nhà thờ Dòng Lớn là rẽ trái và đi tiếp. Nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ Dòng Lớn thì chúng ta thấy biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải theo hướng chỉ dẫn đến phòng khám và sẽ tới nơi. Thân ái kính chào.